có thêm được một tí nắng nữa thì lên được 29W. Đấy là có nắng nhá, còn tắt nắng thì nó là râm râm cũng đã được 25W. Chứng tỏ là cái tấm pin này hiệu suất của nó còn nắng to như thế này cũng không lên được nhiều. Có mây che đi, nó cường độ sáng nó là tốt nhất, không nghĩa là cường độ sáng của nó cao là được, chứ cũng không phải cần nắng. Đấy, nó càng sáng thì nó càng nhận được ánh sáng nó truyền xuống ấy. Chứ có nắng nhưng mà công suất nó cũng chỉ đến 28-29W thôi. Đó, đây là ánh nắng tắt nắng đi rồi nhưng mà hiệu suất vẫn là hay, đạt được trên 20W. Nó cũng là ok với thiết bị rồi. Đấy, tấm pin mặt trời. Nắng râm râm như này cũng đã được khoảng 20W. Mặt trời bị che quẩy mây hết rồi, hơn trên 20W. Chờ ngày nắng to, review xem được lên 40 không ạ.